Không có gì mày mua thằng búp ba kìa. Thầm, thầm, thầm. Búp ba kìa, không mua. Mấy thằng kìa. Làm gì mấy kìa. Đây này ha. Vì mấy thằng mới vậy. Ừ. Làm chồng mới quay chi đi vậy. Bài cho đi nha. Mày đó. Cái gì? Sao? Tao muốn cho đẹp. Tao muốn vô thấy. Mày chè không có. Vô đi, vô đi, vô đi. Làm gì vậy? Hello, xin chào tất cả mọi người đến với kênh Thanh Nhã Vlog nha mọi người. Mình là Danh đây. Đây là anh bà với mấy đứa. Mình tên Mua Lân mình luôn. Thì hồi nãy á, cái cách hồi nãy mình có quay là một cái buổi tập với lại phổ biến những cái quy định trong đội lân cho những thành viên mới nghe mọi người. Thì giờ ba mình đang ngồi hồi nãy. Thì hồi đó mọi người, lúc anh em mình vô á, ổng không bao giờ ổng phổ biến ngồi vậy đâu. Thiệt. Hỏi nha, từng này hỏi nay anh lớn nè. Hồi đó vô có phổ biến gì không? Mình vô của biến là mình bị bịt tai. Không, nói chung mà không có phổ biến mọi người. Phải chi ừ vô rồi cái được ngồi ổng nói chuyện này kia ừ này kia kia nọ cắm lỗ tai hay là cắm nhộm đầu hay cắm xăm mình gì không có. Vô hay lỗ tai hồi đó mình có đeo bông mọi người giật cái xích máu luôn. Bởi vì bây giờ mình ganh tị quá bây giờ mình kiếm gì chơi. Ông vô. Vô lại đi. Chào chào mọi người đi con mày. Thôi rồi ok mọi người mình để mình đặt cái quay cái đi rồi mình cho nó với nhau. Để bà quay bá hành viên mới thì kia quay lên nguyên tắc thì nhận chưa? Chị đi đó. Chị đi qua đây hả bác? Để bà quay bá rồi bà nói quy định này kia nghe chưa? Mình chịu. Đặt cái nhỏ dưới đi. Tao thẳng tao nói cho nghe nè. Nhỏ dưới đi. Cái gì đó mà? Thì giờ hồi nãy là được mấy thành viên. Bà giờ đây coi. Mấy đứa đúng không? Rồi năm nay ai đi múa? Năm nay ai đi múa nữa? Nhỏ mà sao giờ ta kêu nghe nói tụi nó được lại đi ra nãy cái lúc bà nãy tụi nó
kiến gì nói, ông nói giờ nó không đứa nhỏ, không đứa nhỏ mày đưa lấy mà chúng con đủ. Ủa mà mấy mày không lớn hơn mấy gì? Lớn lớn kêu lớn bị quýnh nhiều hơn mấy hả? Thì bị quýnh là phải có kinh nghiệm mày phải nói hết chứ. Thôi kỳ thị quá. Bà chơi bà đó. Nè thấy không? Mới chưa vô chưa lấy danh sách này kia là mua bảo hiểm này kia. Đó tụi con có đâu? Ừ, có ghi danh sách gì đâu? Đâu có ghi danh sách gì đâu, thằng nào cũng vô vô đi cầm cầm quýnh cái mẹ. Thôi. Ủa tao không hồi nãy đang con ức hồi nãy là đến cái nó cho nên là con không muốn nói đâu. Mà mua bảo hiểm này đấy, tại vì giờ mấy nó mới vô nữa có việc làm mất mặt ra rồi nó công nữa. Rồi giờ đợi tôi nói gì nãy giờ me nãy giờ cũng mới được á. Ờ nói chung thì đi tết thì nói chung là tao không đi. Để cho nó dắt cái thằng này đi đi, con sẽ dạy cho nó. Năm nay con nghỉ hôm nay xuống tết nữa. Con phải bắt được cái bắt năm rồi. Nói chung là bây giờ ba giống như ba thì hiền quá ba. Tôi nhà mình chưa thấy quá. Học chứ bà ấy ba phổ biến nó hồi đó tụi con lên đường phổ biến không? Ở tao phổ biến tụi mày không phổ biến mày mày giờ biết không? Không. Trời ơi, biết ông ta mới biết đâu mà. Không có gì nữa. Sao? Đã hỏi tụi bạn quýnh quýnh đập hết trơn á. Nói gì quýnh chứ mấy đó này đi học sao nữa nguyên tập. Đi chạy tới 6:35 là để nằm bốc bờ vô quýnh được quýnh lên. Tôi chạy. Còn giờ đó mấy nay Tết Tết nào cũng đi muốn ăn rồi, không về còn tụ với gia đình với này kia thôi. Hôm nay con cũng nghỉ, con về gia đình. Để tết này gia đình hết à? Hôm nay còn chứ là nào rồi nào cũng đi muốn ăn hết trơn. Đâu nè? Mày chúc bà lấy chưa xe chạy, bà trở về đi dạy ba gom trở đi. Con giữ một viên một cái đầu lên với cái thùng đai đây gì dạy cho tụi nó biết muốn làm thôi. Cũng gặp nữa thôi, gặp đấy đó luôn đi. Gặp thì trở về luôn, gặp ai muốn nữa. Kiếm ăn không kiếm kiếm chuyện ha, một hồi nó đi máu lên thì con bê hiểu ha, bây giờ mấy ông nuôi chui cho đủ quýnh hoài đủ đủ đó hoài bất kỳ thị quá đúng hoài. Thì chứ tao hỏi tao làm gì sai hôm nay đâu thờ đâu ba không sai gì quá trời sai luôn á ba kỳ thị người ta mấy thằng nhỏ vô ba bắt đầu ba kêu mấy đứa mấy lớn kêu mấy đứa nhỏ mới vô ngồi đi rồi ba hợp lớp lại rồi ba quảng bá những cái điều mà cắm ở trong múa lăng này kia đội không có tham lam trộm cắp người đó có đâu sao không có đâu có đâu có đâu có đâu có ý là muốn xài thôi muốn xài cứ đột tay vô vòng rồi có nét kìa cái mũi rồi con nó rồi chứ đem xe tải trở về đi con không muốn đem làm cắp đi nè bà lấy cái đầu đi nha bây giờ bà lấy xin hỏi đi không quảng bá không hợp nè thứ hai là quýnh nè không hả
thứ ba không có dạy dỗ gì trên để tụi con tự nhận thức không à. Có dạy cái gì đâu. Thì sao chứ vậy, tự nhận thức tự nhận thức không à, nghe nó tự nhận thức quýnh muốn chết gì đâu, đi toilet liền luôn á. Thôi nó chứ gì chở gì không chở nó bây giờ ông nhà dạ ông đi để mấy mẹ trái vậy à, ờ, mày còn không muốn mày đem về đó. Không đó, hết rồi đó, sao đem con gồng ra nữa, tại vì tại có ai muốn gồng hôm nay đâu. Mày lấy chỗ đó. Gồng hôm nay mấy người đâu đi được rồi, không có nào có muốn gồng thiệt. Dạ, dạ. Ha, gồng cho chúng ta chứ khác, gồng gồng có món nào cho chúng ta. Nói vậy mà lên mình chở gì không? Mọi người ơi, các mọi người nghe ba.
có mọi người ba em lấy cây lên lấy cây có mọi người ba ba có mọi người ba ba bà ấy cùng dục nó quay nào thằng nào nó không đi tao năm nay tao phải đi thằng nào ấy dạ năm nay không đi mọi người nào hay vậy lắm mọi người hay quýnh đập hay quýnh đập lắm mọi người có biết gì không vậy đâu có đâu đi con đi con đi con đi con đi con đi năm đâu biết cha mà không một có gan mọi người không năm nay không ba năm nay không đi ba để chả quay xe cầm nó quay xe năm nay còn đi ha mọi người thấy ba mình không ba chứ có quýnh mà chạy đây để con muốn giỏi là thiên cho mẹ thằng cái thiệt mày chung mày kêu tao chơi không luôn á. Đi thôi. Thấy mọi người thấy không rõ ràng không mọi người? À. Mình nói cái sai không? Cái thúc đi trả. Còn cái thúc thì cái thúc đây. Cái gì? Rồi ra đi rồi. Không ôm lại đi. Vô đây vô đi vô đi. Vô quốc luôn hả? Ok mình chỉ giỡn chơi ba mình thôi mọi người. Tại vì chuẩn bị là ba về rồi. Tại vì nãy giờ sửa soạn là xong hết trơn là ba sẽ về để còn buôn bán mọi người nên cũng nghe chị vậy thì nói đi nó lẹ lẹ thì thấy ba vậy chứ ba rất tốt mọi người ba hơn em mình lắm cái gì cũng dạy dỗ đàng hoàng hết trơn chứ không phải mà hở đánh đập gì đâu đánh đập gì là cái máu đó giờ là vậy à hở quýnh đá bay nha ok mọi người màn trong của mình xin kết thúc mọi người nếu hay bấm like đăng ký kênh ủng hộ mình nha cũng vậy tạm biệt mọi người bye bye.